Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa đã về. Tiếng xuân náo nức lòng người, rạo rực đất trời. Bởi mùa xuân chính là mùa của sinh sôi nảy nở, mùa của những niềm tin và hy vọng tràn đầy. Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi đến quý vị khán giả lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn. Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm ở nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tỉnh Đắk Lắk sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trân trọng gửi đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cộng đồng doanh nghiệp, công dân Đắk Lắk trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng suy giảm kinh tế sau đại dịch COVID-19, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số thời điểm vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp đã tác động ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Song với sự đoàn kết thống nhất cao, sự đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, quy mô nền kinh tế tiếp tục gia tăng, giá trị GDP đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững, hệ thống chính trị được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên, khối đại đoàn kết các dân tộc được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và nhân dân về những kết quả thành tích đã đạt được trong năm qua. Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, ngày 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, là năm tăng tốc để đảm bảo thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của giai đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh Đắk Lắk là hết sức to lớn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tranh thủ thời cơ vượt qua khó khăn thách thức, kiên quyết đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Với ý chí và quyết tâm vươn lên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tin tưởng và kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ, đồng chí và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào xa quê hương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, phấn đấu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, mừng năm mới, niềm tin mới, thắng lợi mới. Chào thân ái và quyết thắng. Tối mùng 9 tháng 2, nhằm ngày 30 tháng Chạp, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các thành viên trong đoàn đã đến khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột chúc Tết các công nhân Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đang làm công tác vệ sinh, thu gom rác thải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những vất vả, cống hiến thầm lặng của các công nhân, gác lại những giây phút đầm ấm bên gia đình trong khoảnh khắc giao thừa để giữ cho thành phố sạch đẹp, phục vụ người dân du xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ nhân viên và người lao động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các công nhân gặp khó khăn, trao tặng cho công ty một suất quà trị giá 2 triệu đồng. Được biết, trong dịp đêm giao thừa, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã bố trí hơn 300 công nhân và 30 xe chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ. Công việc của tôi thì những cái ngày cuối năm thì là đường phố cho xanh sạch đẹp, nhưng mà những cái đêm giao thừa là tôi cũng là phải là hoàn thành để tốt, để cho người ta một cái sáng mùng 1 đón giao thừa, đón Tết thật là ấm cúng và sạch sẽ. Là hôm nay tôi được lên đây để nhận được quà của cả cấp đã cho công nhân, thì trong lòng tôi rất là cảm thấy rất là xúc động và là cũng biết đến các cấp đã quan tâm đến cái người lao động của chúng tôi. Thường mình dọn xong hết cái này là đến tầng riêng tài xế là phải có 1-2 giờ sáng mới xong. Hôm nay là nói chung là các cấp tới thăm hỏi anh em thì nói chung là anh em cũng mừng và luôn cảm ơn các cấp lãnh đạo đã giúp đỡ anh em cố gắng làm việc tốt. Sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh là động lực giúp cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Tối mùng 9 tháng 2 nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, tại quảng trường 10 tháng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc đón chào năm mới với chủ đề Xuân Khát Vọng. Đến dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình nghệ thuật chào năm mới năm nay do các ca sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk và Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng biểu diễn có chủ đề Xuân Khát Vọng, với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang âm hưởng mùa xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hờ Diêm Cờ Đó đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2023. Đồng chí cũng chia sẻ năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi thì cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao sức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân để tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đưa tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Trong không khí đón chào xuân mới và chúc mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta cùng hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn, mừng đất nước ta ngày càng đổi mới, ngày càng giàu đẹp. Chúc tỉnh Đắk Lắk của chúng ta ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, vui tươi, hạnh phúc. Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng. Năm mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng, cảm ơn. Phần cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân vào đúng thời điểm tiễn năm cũ, chào năm mới. Chương trình nghệ thuật Xuân Khát Vọng chào đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón Tết, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024, tạo khởi đầu tốt đẹp việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Giáp Thìn 2024. Mọi người con đất Việt dù ai đi xa cũng mong trở về để quây quần bên gia đình với niềm hân hoan phấn khởi.
Đối với các cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa, phút giây giao thừa không pháo hoa, không người thân, nhưng bên cạnh các anh vẫn có tình đồng chí, đồng đội và sự đùm bọc sẻ chia của người dân nơi hải đảo. Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, không ồn ào như phố thị đông đúc người qua lại, Trường Sa, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đêm giao thừa vẫn trọn vẹn niềm vui. Quân với dân một nhà, cán bộ chiến sĩ là anh em ruột thịt gắn bó keo sơn. Trong thời điểm chờ đón năm mới, các đảo và các điểm đóng quân của bộ đội hải quân đều tổ chức liên hoan văn nghệ, thi hái hoa dân chủ, tạo không khí vui vẻ, đậm ấm, xua tan đi nỗi nhớ nhà của các cán bộ chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Lần đầu tiên ăn Tết trên đảo thì em cảm thấy vui, gắn kết tình đồng chí đồng đội, quân với dân, rất là hạnh phúc. Lần tiên tới đây thì tôi thấy rất là vui vẻ, được đầm ấm, được giao lưu với mọi người. Năm mới Giáp Thìn 2024, tôi xin chúc mọi người cái Tết an khang thịnh vượng, giàu sức khỏe, đón một cái Tết sum vầy cùng với gia đình. Công tác tổ chức đón giao thừa của cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa được thực hiện công phu với nhiều tiết mục, nhiều ca khúc để lại ấn tượng. Bên cạnh đó, một số đảo còn dàn dựng nhiều tiết mục có múa phụ họa do chính các cán bộ chiến sĩ và cả các em thiếu nhi trên các đảo thể hiện, tạo không khí sôi động tràn đầy niềm vui trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, chờ đón thời khắc giao thừa. Đối với đảo Trường Sa của chúng tôi, tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để đón Tết cổ truyền. Và các cái hoạt động này vừa là để vui chơi, giải trí trong không khí phấn khởi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức các cái hoạt động như là bình báo tường, hái hoa dân chủ. Trong đó có tổ chức các cái hoạt động tham gia, có các cái hội dân sinh sống ở trên đảo để cùng tham gia vào các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ. Để trên cơ sở đó là gắn kết cái tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ với nhân dân và các lực lượng ở trên đảo. Và cũng nhân dịp năm mới, xin gửi tới đất liền lời kính chúc sức khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc trong mấy cuộc sống. Chúc mừng năm mới. Đối với gia đình tôi và cá nhân tôi thấy rất là vui và phấn khởi với những cái hoạt động mà của đảo đã tổ chức và dành thời gian cho dân. Trong thời khắc giao thừa này, tôi xin chúc các bà con trên cả nước đón một cái giao thừa, đón xem năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thời khắc giao thừa, mọi người cùng đếm ngược thời gian chờ đón thời khắc chào năm mới. Ai cũng vui mừng phấn khởi, chúc nhau một năm mới bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công. Trong thời khắc ấy, các cán bộ chỉ huy lực lượng hải quân trên đảo đi thăm chúc Tết và lì xì các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra canh gác trên đảo, chia sẻ động viên các chiến sĩ vững tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, lễ chào cờ đầu năm mới tại các đồn biên phòng là một hoạt động thiêng liêng nhằm giáo dục cán bộ chiến sĩ lòng yêu nước, tinh thần tự hào, độc lập dân tộc, ý chí tự lực tự cường. Ghi nhận của phóng viên tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắc Rê trong ngày đầu năm mới này. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. 1. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề! Khi được chỉ huy đơn vị giao cho nhiệm vụ đọc 10 lời thề đầu năm, thì bản thân tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào, cũng như cũng có một đan xen một chút ít, đó là sự lo lắng hồi hộp. Do vậy cho nên bản thân tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để khi đọc 10 lời thề thì có thể toát lên được cái vẻ hào hùng, trang nghiêm, cũng như là thể hiện được cái khí thế, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong dịp đầu năm này. Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết trong quân đội và là buổi chào cờ đầu năm. Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được đứng trên mảnh đất thiêng liêng biên giới. Tôi xin cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và phấn đấu trở thành một người đảng viên ưu tú. Giữa đại ngàn của biên cương Tổ quốc,
lời bài hát quốc ca cùng với 10 lời thề danh dự của quân nhân được vang lên trong khí thế hào hùng đầu năm mới đã bồi đắp thêm trong mỗi cán bộ chiến sĩ tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong cái dịp đầu năm thì hoạt động chào cờ để nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm, để từ đó giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong cái năm tới sẽ đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Biên giới quốc gia là vùng đất thiêng liêng, hơn ai hết, những người lính biên phòng luôn sẵn sàng cho mình tâm thế và quyết tâm cao nhất bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đêm giao thừa Xuân Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân đã tập trung tại quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột để xem chương trình nghệ thuật pháo hoa. Gác lại những lo toan bộn bề của năm cũ, người dân Đắk Lắk chào đón năm mới trong khí thế vui tươi, phấn khởi với nhiều kỳ vọng phía trước, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong đêm giao thừa. 20 giờ 15 phút, chương trình nghệ thuật mới bắt đầu, nhưng khoảng 19 giờ, các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố trở nên đông đúc, lượng người đổ về quảng trường để đón xem chương trình nghệ thuật Xuân Khát Vọng mỗi lúc một đông. Trong không khí vui tươi của năm mới thì mình cũng thấy rất là rạo rực cũng như là rất là vui, nên gia đình đi rất là sớm để lên cho nó có không khí, thì là vừa chơi vừa cho các con xem văn nghệ rồi thưởng thức bắn pháo hoa. Thì là trong năm mới thì cầu chúc cho tất cả mọi người đều vui tươi hạnh phúc và sự như ý, cũng như là mong cho bình an sức khỏe đến tất cả mọi nhà. Có thể thấy không khí háo hức phấn khởi của người dân khi cùng chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ, gạt đi những lo toan vất vả của năm cũ để cùng hướng về những điều tốt đẹp ở phía trước với sự quyết tâm và đầy hy vọng. Năm mới thì mình cũng cầu mong cho bản thân mình, gia đình mình thật nhiều sức khỏe, tài lộc, với lại nhiều may mắn hơn. Bản thân mình, công việc của mình càng ngày càng phát triển, cũng như cái xã hội mình đã phát triển rồi. Thì càng ngày càng phát triển hơn nữa. Năm mới thì em cũng đơn giản là muốn chúc mọi người có thể đạt được những thành công và những điều mong ước. Thì em cũng nghĩ em cũng mong muốn là em sẽ đạt được những dự định mà em đã đưa ra. Đúng 22 giờ, những màn pháo hoa chào đón năm mới đầy màu sắc bắt đầu sáng rực trên bầu trời thành phố Buôn Ma Thuột. Hàng ngàn người dân chăm chú theo dõi cũng như cầu nguyện cho một năm mới thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm đi lễ chùa, cầu mong những điều tốt đẹp, an lành cho gia đình, cho quê hương đất nước đã là truyền thống lâu đời của người Việt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Với người dân tỉnh Đắk Lắk, nét văn hóa này vẫn được gìn giữ. Sáng mùng 1 Tết, các chùa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có rất đông Phật tử, người dân, du khách đến lễ Phật. Lễ hội đi chùa đầu năm, nơi đây là một cái nét văn hóa của dân tộc mà được Phật giáo xây dựng lên cái nền căn bản từ ngàn xưa. Theo cái truyền thống Phật giáo, họ vẫn lễ chùa đầu năm để cầu cái sự an lạc trong cuộc sống. Người Việt tin rằng đi chùa đầu năm không chỉ đơn giản để ước nguyện, mà còn để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả, mưu sinh. Được nghe tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh hòa cùng mùi hương của khói nhang, khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, yên bình. Ngoài ra, cảnh đẹp ở chùa cũng là điểm du xuân ý nghĩa, ghi lại những bức hình đẹp của người thân, bạn bè và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Đầu năm đi chùa là tìm đến chùa là để tìm đến những điều thiêng liêng của nét đẹp văn hóa Việt Nam và đến để cầu mong được gia đạo an khang, sức khỏe bình an. Tất cả mọi người đến chùa thì đều có một mục đích duy nhất. Theo tôi là đó là để cầu mong cư sự cái sức khỏe an lành, hạnh phúc đối với gia đình và mọi người thân của mình, những người mình quen biết.
đến với cửa chùa để tìm về sự hướng thiện, thanh tao, buông bỏ những phiền muộn lo toan của năm cũ và thắp nén hương thành kính tới tổ tiên là nét văn hóa bao đời nay của người Việt Nam, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, giúp cho chúng ta cảm nhận được sự thanh tịnh trong tâm hồn và hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm tạo đột phá trên các lĩnh vực, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 21 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá với mục tiêu xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Qua hơn nửa nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vừa tập trung phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn 2021-2023, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế của cả tỉnh. Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông lâm thủy sản bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 5,81% trên năm, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 4,33% trên năm. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, từng bước dịch chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được triển khai ở nhiều địa phương. Cái sản lượng của trái vụ thì không đạt bằng chính vụ, nhưng mà nó lại được cái giá, với lúc đấy là mình gần như là độc quyền của cái sầu riêng này, thì có thể thì giá nó sẽ tốt hơn. Điểm sáng nữa trong giai đoạn 2021-2023 là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 4 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, cao hơn kế hoạch đề ra. Riêng trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,9% so với năm trước, trong đó cà phê chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là điều, hồ tiêu, cao su và các mặt hàng trái cây, gạo, mắc ca. Năm 2024 thì dự báo tình hình các cái thị trường thế giới thì cũng vẫn còn khá nhiều cái khó khăn. Nhưng mà tỉnh vẫn đặt ra một cái mục tiêu là chúng ta phải duy trì cái tổng kim ngạch xuất khẩu là trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được cái mục tiêu đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải triển khai rất là nhiều cái giải pháp đồng hành hỗ trợ cùng với các nhà sản xuất, cùng với các doanh nghiệp chế biến, các doanh nghiệp tiêu thụ, và cũng phải chú trọng hơn nữa đến công tác xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm của chúng ta đến các cái thị trường truyền thống cũng như là các cái thị trường mới trên thế giới. Thời gian qua, các thế mạnh tiềm năng về du lịch được tỉnh Đắk Lắk tập trung khai thác hiệu quả. Ngoài đầu tư nâng cấp các sản phẩm du lịch đã có, Đắk Lắk còn thu hút du khách qua các lễ hội truyền thống, du lịch, lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tạo tiền đề Đắk Lắk bứt phá và trở thành điểm đến trong cẩm nang du lịch của du khách gần xa. Khi đến đây tôi rất ấn tượng bởi con người ở đây rất thân thiện, cảnh đẹp và người dân vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa. Tôi rất hài lòng về chuyến du lịch tại Đắk Lắk và sẽ giới thiệu với bạn bè. Chắc chắn tôi và bạn bè sẽ quay trở lại đây vào một dịp gần nhất. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị địa phương được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực được tăng cường, phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm, giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Về Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đã lãnh đạo và tổ chức triển khai là nghiêm túc các cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương và tổ chức các quán triệt và học tập các cái văn bản Trung ương cũng như của tỉnh ủy đảm bảo đúng chất lượng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Vì vậy là nó có cái sự chuyển biến khá tích cực, rõ nét trong cán bộ đảng viên.
Một mùa xuân nữa lại về, những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ sẽ góp phần nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.